Rồi, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình xin quay cái clip này muốn tâm sự với mọi người cái hiện tượng chồn hương có bầu được một tháng rồi sảy thai nha. Đây là cái con chồn mà có bầu được một tháng và đã sảy thai, tức là một tháng tới dưới một tháng. Đó, thì nguyên nhân của nó đó là nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà cái lý do cái con này nè nó bị sảy thai á là cái trường hợp là nó leo trèo nhảy tùm lum đó, nhảy tùm lum hết, leo trèo nhảy đó. Cho nên là hả nó bị coi như là nó ra máu, mọi người, ra máu và từ từ cái vú nó xẹp xuống. Ví dụ như cái nó cũng giống như cái con này nè, cái con đang nằm này nè đó, cái con đó thì nó nhát hơn, cái con đang nằm nể dạng đó. Thì mọi người nên lưu ý cho mình đó là khi mà nó có bầu trong vòng một tháng á, nó cấn bầu trong vòng một tháng á, mà nó hay leo trèo phá phách và nhảy lên nhảy xuống á, là dễ bị hư thai, động thai, hư thai. Ở trường hợp của mình đây là nó chưa được một tháng là nó sảy thai nha. Mình không thấy nó ra gì hết nhưng mà mình thấy ra máu, máu tươi đó, và nó kén ăn lại liền, nó kén ăn lại. Sau đó bây giờ nó coi như là nó khắc phục được rồi á, thì nó ăn lại bình thường mọi người. Tuy nhiên là nó rất nguy hiểm là mình để nó leo trèo nhiều quá, nó cạ động động vô cái bụng đó, thì nó sảy thai nha. Đó, còn cái con này của mình đó là cũng được một tháng nè. Mấy cái trường hợp mà được một tháng là mình rất là cẩn thận, con nào dạng là mình mới quay, mình mới đem ra cho mọi người xem, con nào nhát là mình đưa vô trong đó cho nó tự đó, hả, nó núp trong đó, nó nằm trong đó luôn à, chứ không có để ra phía ngoài đó. Nếu mà để ra phía ngoài á, nó nhát, nó nhảy, nó thấy người lạ đó là nó hay nhát lắm. Nó biết cái tiếng của mình là nó không sao nha mọi người, nó quen, nó nằm im à. Còn mà có người lạ là nó có thể là nó chạy nhảy tùm lum hết, nó quảng, nó bị stress á đó. Đó, đó là một cái trường hợp mà mình muốn lưu ý cho mọi người ở chỗ là khi mà nó cấn bầu lần được 1-2 tuần cho tới 1 tháng á, tới 4 tuần á, là mọi người hãy lưu ý hạn chế cho nó leo trèo chạy nhảy và cho nó ăn thức ăn bình thường thôi, chứ không có tăng lên hay giảm xuống cái gì hết á. Tức là mình cho ăn khẩu phần ăn như thế nào là mình khi mà phối xong mình vẫn giữ nguyên cái khẩu phần ăn đó. Xong rồi tới 1 tháng á, khi mà mình thấy nó vú nó lên rồi á, mình có thể tăng lên từ từ chứ không phải là tăng đột ngột luôn nha mọi người. Đó, mình phải tăng từ từ, ví dụ như mình tăng cái số lượng một trái chuối thêm nửa trái nữa cho một bữa, 2 bữa sau mình có thể là hả tăng thêm nửa trái nữa là một trái, ví dụ vậy. Thì khi mà nó lên 1 tháng tuổi á, thì nó bắt đầu vú nó lòi ra rồi, con nó có thể nói mình nhìn kỹ thấy nó có đạp nhẹ nhẹ đó, thì lúc đó là mình cũng tương đối là an tâm đó. Còn nếu như mọi người không cho ăn đủ chất á, mà nó hiện tượng nó sảy thai cái lúc mà tháng mà nó là 8 tuần mà nó thường thường hay 7 hay 6 tuần nó đẻ, thì đa số á, cái hiện tượng đó là con nó chưa có lông, lông nó ra chùi lủi à, nó không có lông nha, lông nó chưa có mọc được hết á. Cho nên là mọi người cũng lưu ý cho mình cái trường hợp đó nữa, tức là nó ăn thiếu chất nè, hoặc là cơ địa của con chồn á, là nó bị stress cũng được, cũng bị nè, nói chung là rất là nhiều cái để mình nói, nhưng mà đa số là trong cái nuôi chuồng nuôi nhốt á, thì nó thiếu chất rất nhiều. Mọi người cố gắng bổ sung cho cua cá ốc đó, thịt rồi kể cả chuối rồi này kia cho nó đầy đủ, thì cái con chồn mình nó đầy đủ chất rồi thì cơ địa của nó từ từ nó thích nghi được đó, và nó bồi dưỡng cho con chồn con. Chứ còn nếu như ăn mà thiếu chất
thì rất là nguy hiểm ở chỗ là nó có thể là đẻ non hoặc đẻ là sảy thai luôn đó. Hoặc là con ra rất là yếu mọi người, khó chăm lắm đó, khó chăm lắm nha đó. Thì mình cũng có một số cái lưu ý để cho mọi người khi mà nuôi con trồn hương này á, thì cũng cũng nên chú ý như vậy để khắc phục cái hiện tượng là đẻ non và sảy thai. Đẻ non sảy thai là nó nằm ở cái dạng mà tháng thứ nhất á, tháng thứ nhất là nó hay bị sảy thai. Ở đây mình bị hai con nha, có thể nói là đẻ cũng mười mấy con mà bị hai con đó, nhưng mà tỷ lệ của nó là chỉ có 5% cũng được, không có thành vấn đề, 10%, 5-10% đó. Thì chăn nuôi thì phải có cái hao hụt rồi thất thoát, chứ còn nếu như mà không có thì quá sướng rồi nha mọi người. Đó, đây là ổ nè, cái ổ này mình hay quay tại nó nằm ở phía ngoài ngoài trống nè, quay cho mọi người thấy. Còn đây cũng có được mấy con đang bầu nữa mọi người, ăn bầu thì mấy con đang bầu á, mình cũng hay theo dõi cái mức độ ăn của nó. Thường bầu nó ăn nhiều lên đó, nó ăn nhiều lên đó. Mình nếu mà trong cái tháng đầu á, mọi người có nó ăn nhiều á, thì mọi người cũng tăng, nhưng mà tăng vừa thôi, tăng vừa vừa cái lượng thức ăn thôi. Con trồn này nó cũng hay chỗ là hình như là mình thấy nó cấn bầu được nhiều á, là nó hay ăn nhiều lắm. Ví dụ như nó kiểu như là nó bầu được khoảng 4 5 con là nó hay ăn nhiều lắm nha mọi người. Cho nên mình cũng có thể tăng lên mà tăng vừa thôi. Đó, vừa cái mức độ thôi. Chứ đừng tăng quá sợ là con nó lớn á. Mình nuôi mà con nó lớn quá mà trong cái môi trường mà nuôi nhốt á, là nó đẻ khó vậy thôi à. Nó đẻ rất khó lặng quặng mà mọi người phải mổ đó. Cho nên là mọi người phải lưu ý chỗ đó. Đó. Mà nếu mà con nó nhiều mà mình cho ăn nó vừa thôi thì hả, con nó là yếu, khi đẻ ra nó yếu lắm. Nhiều con nó không có biết kiếm vú để bú nữa, cho nên là hả, nó lại yếu, nó mau mau hao hụt lắm đó. Thì trong chăn nuôi á, này nó cực cái khâu đó nữa. Nó là chuyên gia là nó con nó tự nuôi không, nhưng mà mình nghĩ để nó không như vậy á, thì mình phải nhớ là phải bổ sung đầy đủ chất cho nó thì nó mới có thể là có kết quả đó, nó mới đạt được. Còn nếu mà thả trôi luôn, thả bỏ bỏ liều luôn thì nó khó lắm, nó không có được thành quả cao đâu nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Rồi, chào.